Hello, xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Ricky hiện tại đang ở trong Lowe's. Thì hôm nay Ricky cũng có một cái thứ mà Ricky cần nha. Hôm nay Ricky tới Lowe's để mua cái đồ đặc biệt ngày hôm nay. Thì hôm nay đợi Ricky đi chọn đồ rồi Ricky sẽ check out và Ricky về nhà sẽ review cho mọi người xem Ricky mua cái gì nha. Và những cái đồ ở đây nó có good hay không và mình sẽ review cho mọi người xem. Ok, bây giờ đợi Ricky đi chọn đồ rồi Ricky sẽ check out để về rồi Ricky mở cho mọi người xem ngày hôm nay nha cả nhà. Đi, cả nhà mới về nha. Đây là cái thùng đồ chơi của Ricky. Tiếp tục. Đó. Mấy đây là mấy củ cỏ này, cái này mấy thổi này cả nhà. Và có đồ chạc nha, binh. Hai mấy mà nó cho có một cục binh nha cả nhà. Hơi thất vọng một tí đó. Thì tất cả đều dùng bằng binh nha, 40 vuông. Ok, bây giờ đợi Ricky khiêng vô đỡ mở ra, Ricky sẽ review cho mọi người xem cái máy này coi thử nó có mạnh không nha và nó có tiện lợi cho mình hay không. Thì thường thường thì Ricky hay xài cái máy bằng xăng nha, nhưng mà lần đầu tiên Ricky thử mấy cái loại này coi thử đi cái máy điện nó như thế nào nha, bằng pin nó như thế nào nha cả nhà. Tại vì nhà của mình đây chỉ cái nhà này thôi cho nên nó cũng không có quất gì nhiều đâu, thì chỉ dùng trong gia đình thì Ricky nghĩ cái máy này thì cũng ok. Thì đợi Ricky mở ra và Ricky thử review cho mọi người xem nha cái máy này ngày hôm nay. Ok cả nhà, thì Ricky mới về tới nhà nha, thì Ricky mở ra và Ricky sẽ review cho mọi người xem nha. Đây là đồ quất cỏ và máy thổi rác. Thì cái máy này thì hồi nãy Ricky cũng check out trong tiệm Lowe's. Thì cái giá nó bán là 279 cộng thớ rồi với cái sợi dây quất là khoảng 300 mấy cả nhà. Thì cái máy này lần đầu tiên Ricky sử dụng bằng pin nha. Nó dùng bằng pin nha cả nhà. Bây giờ đợi Ricky mở ra coi thử trong này có những gì trong này nha. Làm rất là gọn ở bên Mỹ này cả nhà. Có cái thùng nhỏ vậy thôi, rất là gọn nha. Đây, lúc nào ở bên Mỹ hay tất cả ở nước nào thì cũng có cái sách hướng dẫn nha. Đó. Wow. Cái này cả nhà là cái đồ sạc pin nha, cho cái máy thổi rác này và máy quất cỏ này. Đó, cực kỳ là bự này, mọi người thấy không, cực kỳ là bự nha. Tiếp tục, đây là máy thổi này cả nhà, bự không. Đó, dùng bằng pin mà nhìn thấy chỗ này là pin bỏ vô nha. Đó. Nên bây giờ mình ráp vô luôn nha cả nhà. Đó, nó cho thêm cái ống này mình bỏ vô đây. Vô khớp rồi cả nhà, còn nó vô khớp rồi thì rút không ra nha. Cái chỗ này có cái nút này, mình bấm vô đây, mình tháo ra, mình tháo cái ống này ra. Nếu mà mình không cần dùng cái ống này ha, nhưng mà mình thường thường mình phải bỏ cái ống này vô nha. Từ phía bên này bự ra nó nhỏ, nó làm cái hơi ra nó mạnh nha. Và còn cái này là tới 520 cm, là cái độ sức mạnh của nó cả nhà. Mạnh cái hơi thổi ra nó mạnh đó, 520 nha. Thì Ricky nghĩ cũng rất là mạnh đó, thổi rác cực là mạnh.
Và đây là cục pin nha, chút nữa mình lấy cục pin mình bỏ vô không biết cái pin nó có đủ điện chưa nha. Thì đen, đố mọi người cái này là cái gì, cũng là một cái hộp nha. Bây giờ đầu rất kỳ mở ra. Oh. Wow, mọi người thấy chưa, đó cục pin khá là nặng nha cả nhà, mọi người thấy không, đó khá là nặng nha. Một cục pin này mà họ cho chỉ có một cục pin thôi nha. Nếu mà mình khi mà mình xài thì mình thổi thì mình phải rút ra, mình chuyển qua cái máy hút cỏ hoặc là máy thổi nha, chỉ có một cục pin. Thì mình nếu mà mình muốn thêm một cục nữa thì mình có thể mua nha, mua thêm. Thì cái cục pin này chắc cũng cực kỳ là mắc tiền này. Đó. Thì bây giờ cái này đó cả nhà, thì mình bỏ vô mình có thể sạc nha, sạc mấy tiếng đồng hồ đó. Đó, gắn vô này cả nhà. Thì đây là điện 110V của điện bên Mỹ này. Mình gắn vô đây khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì sẽ đời cục pin này nha cả nhà. Đó, rất là đơn giản nha. Khoan đỡ, ồ thấy nó cũng đỡ, đi kịp bỏ vô thử đi. Máy thổi này thử nó có pin không đã. Nếu mà không đủ pin thì Ricky sẽ sạc nha. Phải đúng hướng nó mới vô nha cả nhà. Đó, cái răng răng cái máy cái đường này mà phải vô nha, đúng nè. Đó. Đó, đè vô. Rồi khi mình lấy ra chỗ này có cái nút này, mình đè xuống để mình lấy cục pin ra nha. Thì Ricky cảm thấy có điện rồi đó, cục pin họ cũng có điện rồi đó cả nhà. Bây giờ đợi Ricky bật lên thử thổi nó như thế nào, cái máy thổi rác này nha. Wow, mạnh nha, bằng điện mạnh á. Ok cả nhà, Ricky mới gắn cái cục pin vô và Ricky cũng đã thử cái sức thổi nó mạnh. Theo Ricky thì cái này nói chung là xài trong gia đình, nếu mà xài thổi nhẹ nhẹ thì cũng ok. Chứ thật sự ra nó không mạnh bằng những cái máy mà xài bằng bằng xăng nha, xăng pha nhớt đó cả nhà. Thì tại vì Ricky cũng có cái loại máy bằng xăng nha cả nhà, cái loại máy mà two cylinder đó, thì nó có xăng pha nhớt đó, thì những cái máy đó nó mạnh hơn. Thì thật sự ra cái máy này á, bằng pin đó, thì nói chung mình xài trong gia đình thì ok. Mình cắt một cái nhà và mình xài sơ sơ thì mình thổi thì nó cũng ok, không đến nỗi nào. Nói chung là cái này Ricky cho khoảng sức mạnh là khoảng chừng có 6 đến 7 điểm thôi. Nó không mạnh bằng cái máy bằng xài bằng xăng nha cả nhà. Thì cái này mình ví dụ mình có thể mình thổi đồ nó cũng ok. Khoảng 6 7 điểm thôi nha cả nhà. Nói chung là xài cũng được, tạm được mà nó thuận tiện hơn bằng bằng xăng nha. Đây là tại vì mình dùng pin mà. Đó. Nếu mà cái đồ này mà mình có cái đồ nhỏ nữa thì nó sẽ có thể nó ra nó sẽ mạnh hơn, mà cái đồ này nó hơi bự đó, cho nên cái hơi nó hơi yếu một tí nha. Ok, bây giờ đỡ Ricky ráp cái máy hút cỏ coi thử nó như thế nào nha.
Ok, Ricky mới bỏ cục binh vô nha. Thì đây là máy hút cỏ bằng bằng binh nha cả nhà. Bằng binh. Bây giờ đợi Ricky thử nha. Coi Ricky thử. Ở đây họ bỏ sẵn sợi dây cho mình luôn rồi. Đó, cái này là cái sợi dây mà đỡ hút nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình thử nha. Trước khi xài thì nó lóc này, nó khó chỗ này, thì mình khi mình đẩy ra rồi mình bóp cái ga này nha. Đó, mình đẩy qua, mình giữ lại rồi mình bóp này. Đó, đó. Cái này mình có thể hút cỏ nha. Ok cả nhà, mọi thứ đồ Ricky ráp và Ricky setup mọi thứ đều hoạt động good nha. Thì cũng là cái máy cỏ này, nếu mà mọi người xài trong gia đình á, giống như mọi người làm có một cái nhà thì có thể xài cái này được, cắt cỏ được. Nhưng mà nếu mà mọi người xài mà đi cắt cỏ mướn đồ đó, cái này có thể mình xài cũng tạm được thôi nha, nó cũng không có đủ cái độ mạnh giống như bằng cái máy bằng xài bằng bằng xăng nha cả nhà. Nói chung là nhà của Ricky ở đây thì Ricky nhà ở đây thì Ricky chỉ cắt và trim nó cũng không có nhiều nha. Nói chung là cái này mình xài gia đình thì cũng ok, nó được cái là nó thuận tiện cho không có cần ga mình phải đổ xăng và pha nhớt rồi nha. Cái này cứ việc mình có cái cục chặt điện này, chặt pin này, khi mình chặt đòi thì cái này xài nó cũng lâu hết á, mấy tiếng đồng hồ đó cũng hết lâu hết nha, nhưng mà nó được tiện lợi hơn nha cả nhà. Nó đối với Đức Kỳ thì xài gia đình thì hai cái máy này xài ok nha cả nhà. Đó nha, thì đây là cũng một cái video ngày hôm nay Ricky review về máy hút cỏ nha và máy thổi của ngày hôm nay Ricky mới mua về ha. Thì nói chung là hai cái máy này nếu mà mọi gia đình xài trong gia đình á thì ok nha cả nhà. Nói chung là nó cũng thuận tiện này, thứ nhất là nó thuận tiện, mình không có cần phải đổ xăng mua xăng rồi đổ nha. Cái đây nó xài bằng pin bằng điện đó, khi mà hết pin rồi thì mình có cái đồ chạc, họ bỏ cho mình có một cục chạc nha. Thì khi mà làm quốc cỏ xong rồi mình có thể mình lấy cục pin này ra, mình dùng cái máy máy thổi này, mình thổi rác khi mà cỏ nó văng lên trên đường đi rồi đó, mình dùng cái này mình thổi thì mình xài trong gia đình thì rất là tốt đó. Ok cả nhà, thì đây là cũng là một cái video của Ricky ngày hôm nay nha. Ricky chia sẻ mọi người cái máy quốc cỏ và máy thổi rác ngày hôm nay hiệu Cobalt. Thì cái hiệu này cũng có hoạt động trên thị trường cũng khá là lâu lắm rồi nha. Thì hiệu này nói chung là xài cũng tốt đó. Nếu gia đình mọi người xài trong gia đình thì cũng có thể mua một bộ này, chỉ đổ trong vòng $300 trở lại thôi, cũng khá là rẻ nha. Thì cái hãng này họ bảo hành mình tới những gì mà trục trặc á thì họ bảo hành tới 5 năm và 3 năm cái cục pin nha. Nếu mà trường hợp gì bị có sự cố gì, không có hư gì đó thì họ bảo hành tới 3 năm. Thì mình có thể trong vòng 3 năm đấy bị trục trặc gì mình có thể gọi lên, họ sẽ đổi cái pin cho mình luôn nha cả nhà, hoặc là họ sửa cái cục pin cho mình. Đó. Và cái máy là được 5 năm, cho nên Ricky chọn cái hiệu này nha cả nhà. Mấy cái hiệu khác thì họ chọn chỉ có bảo hành chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà riêng đặc biệt hiệu Cobalt này thì
họ bảo hành tới 5 năm và cục binh là 3 năm đó cả nhà. Thì đây cũng là một cái video Ricky ngày hôm nay review cho mọi người xem cái máy hút cỏ và máy thổi rác ngày hôm nay. Hy vọng cả nhà đăng ký kênh của Ricky nha. Bây giờ Ricky xin chào tạm biệt tất cả mọi người, bye bye.